Đức Năm Thiên Thánh Tổ Đại Pháp Thiên Sư. Dạ, kính thưa các cụ trong ban di tích nhà đền, kính thưa ban tổ chức lễ hội, kính thưa các quý khách thập phương, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân xã nhà kính mến và lời chào trân trọng. Vâng, kính thưa quý vị, làng ta mở hội mùa xuân, nhớ ngày Đức Thánh hóa thân năm nào, người trồng cây đức cho đời, Quỳnh Vân vun đắp cho nhành nở hoa. Vâng, kính thưa quý vị, di tích còn vang, trong nên bia đá sáng ngời, tấm gương sáng mãi muôn đời vẫn răng. Người xưa khí phách anh hùng, xây nền độc lập cứu người thảm huy, vì dân quên cả phen mình, giành lại độc lập hòa bình hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, tự hào thay cho quê hương Quỳnh Hồng nói chung, làng Quỳnh Vân nói riêng, có ngôi đền lịch sử quốc gia, nước Nam phong tặng bằng hà vẻ vang, người dân khí phách anh hùng, mến người quý khách nối dòng nhân văn, giữ gìn truyền thống cha ông, cờ rong trống mở mùa xuân vang lừng. Vâng, kính thưa quý vị, rất vinh dự cho chúng tôi nay được về mảnh đất linh thiêng với những tấm lòng hiếu khách, tình đoàn kết, yêu quê hương, thể hiện nền văn hóa truyền thống văn minh, đạo lý uống nước nhớ nguồn, tô thắm trang sử hào hùng của các vị anh hùng tiền bối, người đã vì nước quên thân, vì dân quên mình, cứu đồng bào qua cơn hoạn nạn, giành lại nền độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam. Công cao nghĩa cả của người ngàn năm vẫn sạc lực cháy trong mỗi người dân Việt Nam nói chung, dân làng Quỳnh Vân nói riêng. Hôm nay được sự nhất trí của các cấp lãnh đạo, trịnh trọng lời mời của ban tổ chức, đoàn tế lũ quan cùng với ban thánh thiết đền quốc gia làng Ngọc Quế, chúng tôi được về dâng hương tế thánh, đó là niềm vui không kể xiết. Tôi không biết nói gì hơn. Trước khi vào hành tế, tôi xin đại diện cho đoàn xin kính chúc ban tổ chức, chúc các quý khách gần xa, chúc các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, vui trong ngày hội, chúc di tích mãi mãi được trang nghiêm lộng lẫy. Vâng, để tỏ lòng tôn kính ngày trọng đại, đoàn xin gửi tới di tích bài tế cổ truyền, sau có những tiết mục văn nghệ, kính mong quý vị cùng chia sẻ.
nhạc. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin kính lạy Đức Vô Gia dầm về âm bay tỏa ngát mùi hương tỏa ngát bốn phương nén hương thơm con dâng về Đức Phật. Đức Phật hiền tỏa sáng hào quang nén hương thơm con dâng vào cửa thanh con khấn cầu thánh đồ chúng con. Ba tòa thánh mẫu lầu son chúa giàu cô cầu chúng con khấn cầu. Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con niệm Nam Mô A Di Đà Phật.
Thượng tử cung duy
tổ minh a phong phong phó đà lỗ đại phạm thiện sư sắc tổ phật tử tử đại xa môn thiên chứng phù vấn quốc sư yến ứng thần diệu linh hiệu an tế lộ quốc quốc hiệu dân trục lâm tập phục hoàng hiệu phố tổ nam trần phục thần gia phong thượng tôn tuyên chờ gia tăng đại dạng thông tuệ thiên tịnh đoan tục dực bảo trùng hương linh phù linh ưng chắc bị tôn thần cung gì luận cảnh thầy hoàng đại hương thiền đế linh ưng tí lập nhân chỉ tôn thần giang tặng dực bảo trùng hương linh phù linh ưng đôn năng tôn thần toàn lâm ma thành hội tri cảm ma tâm ma đồng trục ma thành tri an na tri tế tập na cao lễ giả cung ma di thánh nhà tông vi văn ma chúng ma thiên quý linh nam ma thông tạo từ phản na đạn phù chỉ xã tắc điện na an na tạo ngư tại trong bảo hồ sinh dân na phù hồ công quán na bạch thần danh nhà phương thiên phổ tư thịt nhà thuần thiên tính nhà trần lễ phổ nguyện na kỳ giám cách thường âm tịnh dị tịnh sinh văn võ phục ma dê thường thường tính nhà tịnh quốc ngã sư thế tổ thánh nhà phụ tôn linh thánh nhà mẫu tôn linh liệt na vị tôn thần cung thịnh vua cao lang huyền thông linh ứng lâu trước lâu sau cung thịnh ông thiên quan cửa chùa ông thiên quan đầu cầu ông thiên quan bên trong ông thiên quan bên ngoài cung thịnh đường liên thái khê sở hương hải thiền biểu tao phán quan bạch nhà thọ quý vương hóa tinh hành binh chi thần cung thịnh hậu thần đức bàng tây vương phố nội cung vị quý thịnh quý ngọc tân hiệu đoan tràng phu nhân cung thịnh điện nội thị tọa thị lập tàng hiệu văn võ
lũng ban nhật thiết nam ta bổng hạng lưng quan đồng lai giảm cách hàm tư phụ hương tấn cao. Ngài đã ban cho chủ tế con đại diện xin cho mọi người. Ngài ban phước lộc cho đoàn đi về mạnh khỏe tươi vui gia đình. Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con